chào mừng cả nhà đến với tiệm cái cảnh Phương Nhi. Thì hôm nay đến với clip Nhi sẽ giới thiệu thêm một dòng cá săn mồi nữa có ở cửa hàng mình, đó chính là mạng cá rồng khối 4 số 9 hay 4K nha. Và trong quá trình xem clip các bạn thấy thích hãy cho Nhi xin một cái kênh đăng ký và một like nha cả nhà. Và bây giờ Nhi xin mời cả nhà cùng Nhi đi vào nội dung thì hôm nay hồ cá cũng khá là dơ nên Nhi sẽ thay nước và sẽ làm một clip nấu về bạn cá rồng, sẵn tiện cũng để cho các bạn ngắm cá luôn ha, cho nó thư giãn ha. Vì sao mà mình gọi nó là bối 24K 4 số 9? Tại vì bối là tên của bạn cá rồng này ha. Còn 24K 4 số 9 tức nghĩa là bạn này khi lớn lên nó sẽ có một cái màu vàng, màu vàng đẹp giống như là vàng của 24 mình làm nữ trang các bạn. Đó cho nên là gọi bạn ấy là 24K 4 số 9 ha. Thì màu vàng rất là đẹp. Thì bạn bối tại cửa hàng này của Nhi thì có là kỳ dài, càng dài nè, và râu dài nữa nha. Body thì chuẩn không tật lỗi ha, có giấy khai sinh và có chip luôn nhé các bạn. Rồi tiếp nữa là ngoài cái đánh đèn ra thì để cho cá mình lên vải đẹp, màu đẹp, thì ngoài đèn ra là một yếu tố nữa đó là nước nha cả nhà. Nước cái nhà nuôi á phải sạch nha, thì màu sắc cá sẽ và vải cá nó sẽ óng ánh hơn, nó sẽ óng ánh, nó sẽ sáng hơn là mình để cho cá nuôi trong môi trường nước đục nha. Thì theo kinh nghiệm của Nhi nuôi cá thì Nhi cảm thấy về nước sạch thì vải con cá của Nhi á, cái vải của nó óng ánh là sáng rất là đẹp luôn. Và đây là bạn bối, đây bạn bối đang bơi trong hồ. Bơi ra đó, bạn thấy con bói của Nhi không? Thì bạn này size khoảng chừng 22 đến 25 cm nhé cả nhà. Đó, rất là háo ăn luôn ha. Các bạn có nhìn thấy là râu rất là dài đúng không? Kỳ dưới cũng rất là dài, vây bơi cũng rất là dài ha. Vạch to. Đó, các bạn bơi qua bơi lại thấy hình như thấy cái máy quay ngựa hay sao không biết. Rồi đối với các bạn có thể nuôi chung với bói á, thì có là kim ngân, kim sơn. Đó, như trong hồ như là cái bạn giống như cá mè đó. Đó đây, lặn qua lặn lại. Rồi hấu bạc ha. Rồi trê cọp nè, rồi trê hồng vĩ nè. Đó, củ sừng albino. Các bạn có thấy là Nhi đang nuôi cộng đồng cũng khá là nhiều ha. Thì bây giờ để Nhi sẽ thay nước xong rồi Nhi sẽ cho cá ăn để cho các bạn thấy ha. Thì cá ở đây cửa hàng Nhi cho ăn đó chính là cá mồi nha các bạn. Đó, thì cá mồi thì để cá mồi sống để cho các bạn này dí tập bơi năng động giống như ở cái môi trường sống tự nhiên của các bạn ấy á. Như vậy con cá mình sẽ khỏe mạnh và phát triển tốt hơn ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể là cho ăn tép nhé các bạn. Tép các bạn bói tép các bạn có thể, nếu mà các bạn kỹ thì các bạn có thể lột vỏ ra, lấy cái phân trên đầu cá ra. Tại vì cái đó làm dơ nước mình lắm, cho nên là mình phải lấy ra để cho nước mình nó sẽ lau dơ hơn. Đó. Còn đối với bói thì các bạn cũng có thể cho ăn sâu, dế, thằn lằn ha. Đó, mà cái con nó vừa vừa thôi nha, đừng to quá nhé. Thì thức ăn của bói là như thế. Nhi nuôi thì khá là đơn giản. Tại cửa hàng Nhi có cá mồi nè, có tép nè, lâu lâu cũng bay vô nhà và con dế gì cũng bắt cho bạn bói ăn. Đó, thì thay đổi thực đơn cho cá thì cá sẽ ăn khỏe mạnh hơn nha. Để ăn hoài món thì cũng ngán giống như mình vậy hết cả nhà. Thì về cái hồ nuôi thường nếu mà bạn bói nuôi các bạn có thể nuôi trong cái hồ khoảng chừng 8 tấc.
tám tấc là giờ rồi, còn cao rộng bao nhiêu thì tùy theo cái khu vực của các bạn nuôi ha, sao cho nó vừa vặn và hợp và đẹp là được nhé. Cỡ về thì bó phát triển tốt rồi. Rồi các bạn có thể trang trí thêm như là rong hay hoặc là cây thủy sinh nó. Cũng phải đầu tư thêm một cái bình lọc để cho nước mình nó sẽ lọc không khí cũng như nước là mình sẽ lau dơ hơn. Đó. Đó, các bạn có thấy không? Cái bạn màu vàng đó là bạn kim ngân, giống cá mè. Đó, màu vàng là kim ngân, còn cái bạn màu xám xám là bạn kim sơn nhé cả nhà. Có cái bạn trê cọp á, bạn trê cọp lũi 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 ở góc trong á. Thì các bạn cũng có thể nuôi chung được ha. Nhưng mà nhớ là đồng trang lứa nhé cả nhà. Ví như xem đừng lớn quá, đừng nhỏ quá. Các bạn trê cọp này cũng như rất là màu vàng nè. Có một mình nó hơi màu vàng á, trong bầy 5 con mấy con kia màu đen á, mình nên nó màu vàng đó. Rất là đẹp, nổi bông đốm rất là ok luôn. Thì vừa rồi Nhi cũng đã giới thiệu xong cho các bạn biết thêm một dòng cá săn mồi nữa có ở cửa hàng của Nhi để các bạn xem tham khảo, như là các bạn có nhu cầu và thích bạn cá bói này thì các bạn có thể đến cửa hàng Nhi hoặc là alo cho Nhi nha để tư vấn. Và cuối cùng Nhi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.